thì cái hồi đó cái học phần này á, mình sẽ có là lý thuyết với lại mình đi thực tập cộng đồng. Hồi xưa là sẽ có cái buổi á, là sinh hoạt thực tập cộng đồng ha. Trước khi mấy bạn đi thực tập á, thì sẽ có một cái buổi á, là mình sẽ tổ chức sinh hoạt giới thiệu cho mấy bạn nội dung nội quy là gì ha. Nhưng mà năm nay á, thì không có cái buổi đó nữa, cho nên á, là bây giờ chị sẽ nói cho mấy bạn, giới thiệu cho mấy bạn về cái học phần lý thuyết luôn, xong rồi chị sẽ bắt qua, chị sẽ giới thiệu cho mấy bạn về cái học phần thực tập nó như thế nào luôn ha, để mình trước khi mà mình đi thực tập á, mình biết nội dung rồi mình đỡ có bị gọi là hoang mang ha. Thì về cái học phần lý thuyết này á, thì mình sẽ có ba cái mục tiêu học tập. Mục tiêu học tập thứ nhất á, là mấy bạn sẽ phải trình bày được các chỉ số sức khỏe, cách tính và nhận diện được các chỉ số mô tả đặc điểm của một cộng đồng dân cư. Mục tiêu thứ hai là mấy bạn sẽ trình bày được mục tiêu và nhận định kết quả chương trình sức khỏe đang hoạt động tại quận huyện. Rồi mục tiêu thứ ba là mình sẽ lập luận hợp lý để xác định ra một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Thì á, nói đọc câu từ á, thì thấy nó như vậy, nhưng mà thật sự ra nói nôm na dễ hiểu nó là gì. Ví dụ như á, là bây giờ một cá nhân nào đó có rất là nhiều vấn đề sức khỏe đúng không? Ví dụ có thể bị tăng huyết áp, bị đái tháo đường, rồi bị gút, vân vân. Vậy thì làm sao á, để một cái người bác sĩ á, họ nhận diện ra được những cái vấn đề sức khỏe đó đang tồn tại ở một cá nhân, thì cái người bệnh nhân đó phải đi đến cơ sở y tế gặp bác sĩ, rồi sau đó bác sĩ dựa vô cái kỹ năng hỏi bệnh, khai thác bệnh sử, rồi dựa vào cái kỹ năng khám bệnh lâm sàng, họ sẽ khám để tìm ra những cái dấu hiệu của bệnh nhân đúng không? Rồi sau đó họ có thể đề xuất những cái xét nghiệm cần thiết, rồi sau đó là sẽ ra được những cái kết quả, những cái chỉ số gì đó ha. Rồi bác sĩ sẽ dựa trên những cái cơ sở đó để nhận diện và xác định được những cái vấn đề sức khỏe của một các cá nhân đó. Rồi vậy thì về góc độ cộng đồng, bây giờ á, cộng đồng là gồm rất là nhiều người đúng không tụi em, thì nó sẽ có một cái tập hợp ha, một cái những cái cá nhân có những cái đặc điểm giống nhau ha, ví dụ như là cộng đồng người cao tuổi chẳng hạn, rồi cộng đồng những cộng đồng LGBT, rồi cộng đồng những trẻ em từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi, rồi cộng đồng những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chẳng hạn như vậy. Vậy thì đâu có vậy, vậy thì ở những cái cộng đồng đó cũng có những cái vấn đề sức khỏe, cũng có thể có nhiều vấn đề sức khỏe ha, không nhất thiết đó là một pha, nó có thể cũng có nhiều sức vấn đề sức khỏe như một cá nhân. Vậy thì làm sao á, cái cách nào á mà để nhận diện được những cái vấn đề sức khỏe đó ở một cái cộng đồng là như thế nào đúng không? Bây giờ đâu có thể nào mà đi hỏi bệnh rồi đi khám bệnh rồi đi đề xuất những cái xét nghiệm cho một cái cộng đồng đó đúng không? Thì á, đứng về cái góc độ cộng đồng thì sẽ có cái cách, những cái cách để mà mình tìm ra được ha, nhận diện ra được những cái vấn đề đó ha. Thì á, cái nội dung á, của cái học phần sức khỏe cộng đồng 3 này á, ý của nó là gì? Đó là các em khi mà mình đi về một cái cộng đồng, mình tiếp xúc với một cái cộng đồng, thì mình làm cái cách nào ha, để mình nhận diện ra được những cái vấn đề của cái cộng đồng đó ha. Thì nó sẽ có cái cách, thì mấy bạn sẽ học được những cái bài để tìm ra được cái vấn đề đó. Ví dụ như là ở những người cao tuổi thì người ta thường sẽ có những cái vấn đề sức khỏe gì, ví dụ như là mắc những bệnh mãn tính, ví dụ vân vân chẳng hạn, mắc những cái bệnh cơ xương khớp hay gì đó ha. Đó sẽ có những cái cách để mình nhìn ra những cái chung của cộng đồng, chứ mình không đi vô từng cái riêng, chi tiết nhỏ nhỏ nữa ha.
thì để giải quyết được cái chuyện đó thì mấy bạn sẽ phải học những cái bài ở dưới đây ha. Thì ví dụ ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu, chị là Dương Anh Thi ha, chị sẽ giới thiệu cho mấy bạn cái học nội dung khóa học tuần này, rồi cái bài nguyên tắc làm việc theo nhóm ha, theo ekip. Rồi tiếp theo thì chị Phương á sẽ dạy cho mấy bạn cái bài chương trình sức khỏe Việt Nam ha. Rồi những cái bài này. Rồi đây cái bài. Đây là những cái bài mà giới thiệu cho cho các bạn biết những cái chương trình sức khỏe ở các cấp độ ha, như là quốc gia, thành phố, vân vân. Rồi, cái bài này nè là cái bài mà bốn nhóm chỉ số sức khỏe và cách tính và nhận diện số liệu đây ha. Có nghĩa là khi mà mình đọc một cái chương trình sức khỏe đúng không? Thì khi mà mình nhận diện vấn đề của cộng đồng thì mình sẽ không có làm giống như một cái bác sĩ lâm sàng đúng không? Mình sẽ xem ví dụ như xem bằng những cái số liệu, bằng những con số thì những cái chỉ số, ví dụ như những cái chỉ số về bệnh tật, tử vong, khuyết tật hay là vân vân, hay những cái chỉ số đó nó như thế nào, nó cao thấp tăng giảm ha, so với một cái mức nào đó, so với một cái mục tiêu, so với chỉ tiêu, hoặc là so với một cái mốc bình thường nào đó mà nó có cái vấn đề gì đó, thì mình sẽ nhận diện ra được ở cái cộng đồng đó thì nó đang có những cái vấn đề gì, hay là mình sẽ nhận diện nó qua những cái con số mấy bạn. Thì những cái chỉ số đó sẽ nó cụ thể nó như thế nào thì mấy bạn sẽ học cái bài của chị Thương ha. Cái buổi hôm đó thì mình sẽ học cái bài bốn nhóm chỉ số sức khỏe cách tính và nhận diện ha. Rồi những cái bài mà chương trình mà mấy bạn đọc về những cái chương trình ha sức khỏe này á, thì lúc mà mấy bạn học thì mấy bạn sẽ coi coi ở trong những cái chương trình đó mục tiêu là gì, những cái kế hoạch của người ta là gì, hoạt động triển khai ra như thế nào, kết quả đạt được như thế nào ha, nó có đạt được chỉ tiêu so với mục tiêu nào hay không ha. Đó, ở trong đó nó cũng sẽ có biểu hiện những cái chỉ số sức khỏe đó luôn ha. Rồi đến ngày thứ năm 20 tháng 11 này thì sẽ có cái bài của thầy Tuấn Anh ha, thầy sẽ dạy cho tụi em cái bài xác định vấn đề sức khỏe của cộng đồng và phát biểu tên của vấn đề sức khỏe. Thì ha, cái cách đó, xác định vấn đề sức khỏe cộng đồng và phát biểu tên vấn đề sức khỏe thì nhất định mấy bạn phải đi học cái buổi này ha, và cái buổi chỉ số sức khỏe của bài của chị Thương và cái bài này là nhất định mấy bạn phải đi học ha, tại vì nó sẽ giúp mấy bạn, những bài kia cũng nên đi học ha, tại vì chắc chắn khi mấy bạn đi thực tập cộng đồng thế nào mấy bạn cũng sẽ đụng lại ha, nhưng mà chị đang nhấn mạnh những cái bài quan trọng để mấy bạn đi học. Đây thì cái bài này thì á, thứ nhất là nó là cái bài quan trọng nữa, thứ hai là nó là cái bài mà mấy bạn sẽ dựa vô cái bài này mà mấy bạn sẽ có một cái bài tập tổ, và cái bài tập tổ đó nó sẽ lấy điểm nhóm của mấy bạn ha, là có lấy điểm của cái học phần này, cho nên là mình phải đi học cái bài này để mà mình làm bài cho được để nộp ha, thì chị sẽ nhấn mạnh những cái ý quan trọng đó. Đó thì khi mấy bạn học xong cái bài này thì mấy bạn sẽ biết cái cách làm sao để xác định được cái vấn đề sức khỏe của cộng đồng ha, thì cái bài này với cái bài chỉ số sức khỏe ở trên thì nó có liên quan với nhau ha. Đó thì cũng giống như cái nội dung mà nãy giờ chị truyền đạt với mấy bạn ha. Rồi sau khi mấy bạn học xong bài này sẽ có một cái bài tập sửa bài, là cái bài là diễn ra vào ngày thứ hai, ngày 14 tháng 10 tháng 2 năm 2021 ha. Thì á sẽ có các thầy cô ở đây sửa bài cho các bạn. Thì thường đó nha, thì là năm ngoái á, thì không biết năm nay có thay đổi gì hay không ha, nhưng mà thường á là năm ngoái á, khi mà đến cái thầy Tuấn Anh dạy mấy bạn cái bài này xong, thầy Tuấn Anh sẽ dặn mấy bạn kỹ hơn và chi tiết hơn về nội dung của cái bài tập nhóm
có nghĩa là ra luôn cái đề đó là cái gì luôn á, rồi sau đó mấy bạn về mấy bạn làm, thì cho mấy bạn thời gian chuẩn bị làm xong rồi nạp trước cái buổi mà thứ hai ngày 14 tháng 2 này ha, và khi mấy bạn làm và mấy bạn sẽ làm bài theo tổ, và cái tổ đó sẽ là cái tổ mà sắp tới mấy bạn đi thực tập cộng đồng Y5 ha. Đó, rồi thầy sẽ chấm điểm bài tập tổ cho mấy bạn cái bài đó ha. Rồi, đây chỉ ví dụ nha. Cái điểm kết thúc học phần này á, nó sẽ là bằng điểm thi cuối đợt. Tức là cái bài thi kết thúc môn lý thuyết bình thường giống như bao môn khác các bạn hay đi thi. Đó, thì cái điểm nó sẽ chiếm 0,8 và cộng với cái điểm bài tập tổ là cái bài tập mà ban nãy chị mới nói với tụi em đó. Thì á, nhân 0,2 rồi cái 0,8 này với 0,2 thì cộng lại ha, thì sẽ ra được cái điểm kết thúc học phần của môn học này. Áp dụng cho thi lần 1 và thi lần 2 luôn. Thì sao? Thì dụ mấy bạn thi á, cuối đợt thi này á, mấy bạn có thi rớt đi chăng nữa, mấy bạn phải thi lần 2 thì á, mấy bạn hả, ngay từ cái bài tập tổ ban đầu á, mấy bạn vẫn phải làm ha. Nếu không làm là coi như cái điểm 0,2 này nó mất luôn á. À, cho nên là khi mà làm bài tập tổ thì mình nhất định mình phải tham gia ha. Rồi, xong đến cái rồi đến cái xác định vấn đề sức khỏe xong thì cái bài này mấy bạn vẫn phải tham gia ha. Là cái bài xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và lợi ích nghiên cứu ha. Thì á, nội dung thực tập của mấy bạn cũng có luôn ha. Nó không những á, là một trong những bài lý thuyết quan trọng của mấy bạn, mà nội dung thực tập nó cũng là một trong những mục tiêu chính luôn. Cho nên cái bài của thầy Tài vào thứ hai ngày 21 tháng 2 mấy bạn vẫn phải tham gia ha. Tại vì nó có là một trong những cái bài sẽ có câu hỏi nhiều trong bài thi lý thuyết của mấy bạn, và một và nó chiếm là một trong những cái mục tiêu học tập chính của cái chương trình thực tập cộng đồng luôn. Cho nên cái bài xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, lợi ích nghiên cứu mấy bạn cũng phải đi ha. Đó là ba cái bài quan trọng nhất trong cái học phần này, và bên cạnh đó những bài còn lại cũng rất là quan trọng ha. Nó sẽ giúp mấy bạn giới thiệu những cái chương trình sức khỏe á, thì mấy bạn vẫn phải đi học, để lúc mà mấy bạn xuống dưới trung tâm y tế mấy bạn sẽ không có bỡ ngỡ với những cái số liệu, những cái chương trình sức khỏe ha. Rồi thì á, cái xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, lợi ích của nghiên cứu á, chị nói nôm na ví dụ tiếp theo cái nãy chị đang nói với mấy bạn, ví dụ như là sau khi mấy bạn nhận diện ra được cái vấn đề sức khỏe cộng đồng bằng những cái chỉ số đúng không? Ví dụ như mình đi xuống cái cộng đồng đó, mình nhận diện ví dụ như là trẻ em đi, mình nhận diện ra tỷ lệ tiêm chủng mở rộng của tụi nó, tỷ lệ tiêm đủ các mũi của nó thấp, thấp quá, không có đạt được đúng không? Thì nó trở thành một cái vấn đề sức khỏe. Thì sau đó mình sẽ có những cái nảy ra những cái ý tưởng nghiên cứu gì từ những cái vấn đề mà mình gặp phải đó ha. Thì mấy bạn khi mà bạn học bài này á, thì mấy bạn sẽ được thầy Tài giới thiệu chi tiết và nói kỹ hơn ha. Rồi bây giờ là chị sẽ qua nội dung thực tập của mấy bạn ha. Thì mấy bạn sẽ được gửi cho một cái cuốn sổ tay. Thì cái cuốn sổ tay này á, thầy cô sẽ gửi file cho mấy bạn. Và cái file này á, thì mấy bạn tự in ra ha. Mỗi người mình giữ một cái cuốn sổ tay in ra. Rồi trước khi đi thực tập á, thì mình phải đọc thật là kỹ cái cuốn sổ tay này, vì nó sẽ giới thiệu hết cho mấy bạn biết là cái gì, nội dung là gì, quy định là thực tập là như thế nào. Thì nó có ở trong đây hết, nội quy thực tập, cái cách tính điểm, cái điểm số của cái đợt thực tập như thế nào. Ví dụ như á, sắp tới ha, thực tập á, thì mấy bạn sẽ đi về 4 quận, có quận Bình Thạnh, quận 10, quận Gò Vấp và quận 8. Thì ví dụ bạn nào đi thực tập quận Bình Thạnh á, thì sẽ có chị với lại
Bác sĩ Đăng ha, đi quận 10 thì có thạc sĩ Thương với bác sĩ Cường. Đi về trung tâm y tế quận Gò Vấp thì có thầy Tài với cô Phương. Đi về quận 8 thì sẽ có thầy Tuấn Anh ha, với lại cô Thư ha mấy bạn. Rồi, mấy bạn đi thực tập thì mấy bạn Y5 ha, cho nên mấy bạn chỉ đi thực tập vào buổi sáng thôi. Rồi ví dụ như những cái tổ mà được đi thực tập như thế nào thì mấy bạn, ví dụ đợt 1 là hiện tại mấy bạn đang đi ha, thì mấy bạn sẽ đi từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1 ha. Ví dụ như ở quận Bình Thạnh các mấy bạn sẽ đi xen kẽ các quận ha, theo thời gian. Ví dụ như ở quận Bình Thạnh đi thì theo thứ tự thì sẽ có tổ 1, tổ 1, tổ 6, tổ 10, tổ 14 ha. Rồi quận Gò Vấp theo thứ tự thì sẽ có tổ 2, tổ 5, tổ 9, tổ 13 của các lớp. Quận 8 thì sẽ có tổ 3, tổ 8, tổ 12, tổ 16. Rồi quận 10 thì sẽ có tổ 4, tổ 7, tổ 11, tổ 15 ha các bạn. Đó, thì mấy bạn sẽ đi đi theo tour. Ở trong cái cuốn sổ tay này nó có hết thời gian mình đi như thế nào, nội quy như thế nào. Rồi nội dung của từng tuần mấy bạn thực hiện là gì. Mấy bạn đi á, thực tập thì mấy bạn sẽ đi tổng cộng 4 tuần. Thì ví dụ như là tuần 1 làm gì, tuần 2 làm gì, tuần 3 làm gì ha, thì có hết. Đây chỉ ví dụ ha, cái sự liên kết giữa cái sự lý thuyết và cái nội dung mấy bạn thực tập thì như thế nào. Ví dụ như ở tuần 1 mấy bạn thấy không, thì á cuối cái tuần 1 này, đầu đầu tuần thì mấy bạn sẽ được tiếp nhận về bên trung tâm y tế. Rồi sau đó trong quá trình thì mấy bạn sẽ tham khảo sổ sách số liệu, và cái cuối tuần thì mình sẽ báo cáo đặc điểm tình hình quận. Thì khi mấy bạn xuống đó mấy bạn phải làm gì? Đầu tiên á, một cái trung tâm y tế nó sẽ quản lý rất là nhiều chương trình sức khỏe đúng không? Thì á, báo cáo đặc điểm tình hình quận thì mấy bạn phải có những cái thông tin về những cái nội dung gì đó, thì nó sẽ có trong cái sườn dàn bài mẫu phụ lục ở trong cuốn sổ tay này có luôn. Mấy bạn cần phải chuẩn bị những cái nội dung gì về dân số xã hội, môi trường, cung ứng y tế, vân vân, nhiều thứ ở trong cái đặc điểm tình hình quận này. Thì trong đó sẽ có mô tả các chương trình sức khỏe đang diễn ra ở quận và các chỉ tiêu mục tiêu ha, rồi kết quả thực hiện những cái chương trình đó. Có nghĩa là mình phải biết được ở cái trung tâm y tế này nó hiện tại nó triển khai các chương trình sức khỏe nào ha, rồi cái chỉ tiêu mục tiêu của những cái chương trình đó là gì, kết quả đạt được như thế nào ra sao ha. Mấy bạn phải biết biết được, sơ nắm được ha, rồi trình bày vô. Rồi nhưng mà khi đi á, thì mấy bạn sẽ được phân cụ thể về những cái khoa, ví dụ như có 4 tổ, tổ này sẽ được về khoa tế công cộng, tổ này thì được về khoa kiểm soát bệnh tật, tổ này thì được về khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ này thì sẽ được về khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng. Mỗi tổ thì sẽ về một cái khoa khác nhau, nhưng mà mỗi khoa đó thì chương trình sức khỏe của quận thì nó có rất là nhiều chương trình ha, được thực hiện theo quy định của nhà nước. Thì mỗi khoa nó sẽ có mỗi cái chuyên môn riêng của họ, và nó sẽ quản lý những cái chương trình sức khỏe theo đúng cái chuyên môn đó ha. Thì mấy bạn được phân về cái khoa nào thì mình sẽ được tiếp cận với những cái chương trình sức khỏe tương ứng của cái khoa đó ha. Rồi từ trong mấy bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái chương trình sức khỏe đó. Và khi mấy bạn xin số liệu, kết quả vân vân, thì mấy bạn phải đọc đọc những cái chương trình đó, mấy bạn tìm ra những cái chỉ số nào đó bất thường, hay để mấy bạn có thể nhận diện ra được cái vấn đề sức khỏe của cái cộng đồng ha. Ví dụ như chương trình về sức khỏe người cao tuổi ha, ví dụ như ở đó người ta có quản lý về chương trình sức khỏe người cao tuổi đi, và nhiệm vụ của khoa kiểm soát bệnh tật. Đương nhiên là khoa đó nó sẽ có nhiều quản lý những cái chương trình sức khỏe khác khác nữa, chứ không phải là về cái đó không. Đó mình đang đọc bản hiện
mấy bạn tìm hiểu nhiều cái, nhưng mà sau đó mấy bạn thấy là ở chương trình bạn bạn lấy ra trong chương trình quản lý sức khỏe người cao tuổi ở trên địa bàn của quận luôn, ví dụ vậy mấy bạn thấy hoạt động có những cái mục tiêu này nè, cái kết quả như thế này nè, rồi vậy thì nó sẽ có những cái tồn tại gì đó, từ đó mấy bạn nêu lên cái vấn đề sức khỏe ở cái địa bàn đó ha, trên cái một nhóm đối tượng nào đó vân vân, mấy bạn sẽ được học cái bài đó kỹ ha của anh Tuấn Anh ha, của thầy Tuấn Anh ha. Nhớ nha, chị chỉ nói lại cho bạn biết những cái điểm chính để mấy bạn đi học với lúc bạn đi thực tập á, mấy bạn làm cho đúng. Xong ha, rồi nó rất là gắn liền với nhau ha. Rồi xong là cái mục tiêu hai á, là mấy bạn phải mô tả nè một cái chương trình sức khỏe đang thực hiện tại khoa đúng không? Đó thì mấy bạn cũng làm y như mà chị nói, báo cáo, tham khảo số liệu rồi báo cáo. Ở trên đây mô tả đặc điểm tình hình quận thì nó sẽ có gồm nhiều cái chương trình sức khỏe khác nữa của quận. Ở đây á, thì vô là riêng biệt của các khoa của mình chọn ra một cái mà mình muốn á, thì mình trình bày. Và khi mấy bạn chọn á, thì mấy bạn lưu ý á, là mấy bạn phải có định hướng trước. Ví dụ có nhiều chương trình ở các khoa đó thì mình đọc xong nhiều cái á, thì mình lựa cái chương trình nào nó có cái vấn đề, nó có cái bất thường gì ha. Tại vì qua đến cái tuần thứ hai này nè là mình sẽ lập luận và xác định vấn đề sức khỏe, cho nên mình phải có cái chiến lược. Mình nhìn lỡ như cái chương trình đó trong rất là nhiều chương trình, nhưng mà có những cái chương trình là người ta thực hiện tốt, đạt hết, ok hết, ha, những cái chỉ số sức khỏe đều biểu hiện được tốt hết thì nó đâu có cái vấn đề gì đâu đúng không? Thì mình báo cáo nó, rồi sau đó là đến tuần sau là mình không có tìm được cái bất thường thì sao mà mình lập luận xác định vấn đề sức khỏe được đúng không? Thì mình kiếm cái chương trình gì mà nó có cái thể hiện ra một cái chỉ số nào đó bất thường đó, thì mình lựa cái chương trình đó ra rồi mình mô tả rồi mình định hướng trước. Thì qua cái tuần tiếp theo đó, mình báo cáo lập luận xác định vấn đề sức khỏe rất là dễ nha tụi em. Đó thì đó là nội dung của tuần thứ hai mình đi thực tập. Rồi đến cái mục tiêu thứ tư thì là nó sẽ sang tuần 3, thì là cái nãy chị mới vừa nói với bạn đó, là cái bài của thầy Tài ha, mình sẽ lập luận cái giới hạn phạm vi nghiên cứu, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, xác định lợi ích nghiên cứu, đặt vấn đề nghiên cứu. Ví dụ chị nói năm nay, ví dụ như là mình thấy cái tỷ lệ tiêm chủng của trẻ em tiêm tiêm đủ đi, nói năm nay thôi thì ôi thấp quá rồi, không biết tại sao như thế nào, thì trong đầu mình sẽ có hình dung ra những cái ý tưởng là à không biết là kiến thức thái độ hành vi của những cái bà mẹ về sự về phòng về phòng ngừa bệnh tật cho con họ về những cái bệnh lý đó, hoặc là về sự quan trọng của tiêm chủng đó, hay là về cái gì đó ha, về cái vấn đề đó nó có cái nó không biết nó như thế nào ra sao, mà tại sao á mà lại không đưa con đi tiêm chủng chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ tìm hiểu về mình nghĩ đến cái tưởng là cái kiến thức thái độ của bà mẹ về vấn đề đó, có vấn đề gì không biết như thế nào mà cái tỷ lệ này lại thấp quá ha, mình muốn quan tâm mình nghiên cứu, hoặc là hay là tại vì á chất lượng dịch vụ tiêm chủng ở những cái cơ sở y tế ở trên nó thấp quá, nó không có xịn sò như là ở tư nhân đó, thì thì dẫn đến cái sự hài lòng của những cái bà mẹ người ta không thích hay gì đó, thì mình nghĩ đến là hay là mình khảo sát sự hài lòng của những bà mẹ đến những cái trạm y tế, khảo sát sự hài lòng của những bà mẹ về cái vấn đề là cung ứng dịch vụ tiêm chủng ở các cơ sở y tế vân vân ha. Mình tìm hiểu về cái vấn đề đó, từ cái vấn đề mà mình tìm ra được thì nó có rất là nhiều ý tưởng tùy ha, mình nghĩ ra được rất là nhiều thứ ở trên đời này để mà mình có thể là mình nghiên cứu ha, mình phải kết hợp mình đọc thêm y văn tài liệu vân vân gì đó trên các trên trên mạng nữa ha, rồi đọc các bài báo báo cáo nghiên cứu ha, thêm thông tin cho mình biết
đặt vấn đề nghiên cứu của mình ha. Nội dung này mấy bạn cũng đã học ở Y4 rồi ha, chị chỉ nhắc lại, có nghĩa là từ cái vấn đề sức khỏe mình tìm thấy được thì mình được những cái ý tưởng nghiên cứu gì ha, từ một cái nó có thể có rất là nhiều ý tưởng ha, rồi sau đó mình chọn ra một cái nào đó để mà mình tiến hành, mình đặt cái vấn đề nghiên cứu, thì nói nôm na là như vậy ha. Rồi xong cuối cùng thì đến tuần thứ tư thì mình sẽ hoàn thành cái cuốn báo cáo đó, rồi cuối tuần thứ tư thì mình sẽ thi cuối đợt. Rồi ở đây là có những cái sản phẩm theo tuần tuần thì ở trong sổ tay nó trình bày rất là chi tiết, mấy bạn cứ quên chỗ nào thì mấy bạn cứ lật chỗ đó ra mấy bạn coi. Đây còn thực tập á, thì điểm số sẽ tính như thế nào ha, thì sẽ có ba thành phần nè. Điểm cái môn thực tập á, thì nó sẽ có cơ cấu là nó gồm 3 phần theo các trọng số sau đây. Ví dụ như điểm quá trình 1 là điểm quá trình cá nhân 10%, điểm quá trình 2 là điểm quá trình tổ 20%, rồi điểm cuối kỳ thì sẽ gồm 30%. Trong này á, thì cái cuốn báo cáo cuối cùng mấy bạn nộp thì chiếm trọng số là 20%, còn bài thi cuối đợt là sẽ có một cái bài thi lý thuyết riêng ha, là chiếm 50%. Đó là cái bài thi nè nè. Đây, nó là cái bài thi cuối đợt và tuần 4 là cái bài này ha. Đây, ví dụ như cái cuốn báo cáo sẽ trình bày như thế nào thì nó sẽ có cái mẫu bìa luôn. Rồi, ví dụ mấy bạn muốn trình bày một cái chương trình sức khỏe, khi mà mình xuống mình tìm hiểu sao mình muốn mô tả chương trình này như thế nào thì nó cũng có cái phụ lục để nó có cái. Alo, mấy bạn còn nghe được chị nói không mấy bạn? Dạ còn dạ còn Alo, tại vì chị thấy có cái tín hiệu là chị bị trục chặt mạng gì đó. Giờ chị không biết mấy bạn có nghe chị nói đúng không? Các bạn có thể comment hay là có một cái tín hiệu gì đó để cho chị nhận dạ dạ diện ra còn được là mấy bạn vẫn còn nghe được chị nói. Rồi cảm ơn bạn ha. Rồi ở trong cái phụ lục này á thì đây ví dụ như để mô tả chương trình sức khỏe thì nó có những cái gì, thì sẽ có quy định cái sườn bài cho mấy bạn luôn. Mấy bạn nhìn vô trong đó là mình phải biết mình là mình sẽ kiếm những cái nội dung gì để mình đắp vô ha. Rồi dàn bài cuốn báo cáo là dàn bài của cuốn báo cáo thì nó gồm những cái phần gì? Đó, nó sẽ có hết. Rồi, mấy bạn này mấy bạn sẽ viết một cái bài thu hoạch. Rồi, bỏ vô trong này luôn. Đó, vân vân. Rồi cái cách thức nộp cuốn báo cáo như thế nào thì trong đây nó có. Chị chỉ nói cho mấy bạn biết là nó có những cái nội dung gì rồi mấy bạn sẽ sau này mình đi thì mình nhớ lưu ý cái đó để mình coi. Rồi ví dụ như là nộp lại những cái file báo cáo cuối cùng thì thầy cô như thế nào, thì nó sẽ có hết quy định nộp các file gì, file Word hay file PDF, khi nào nộp, cách nộp như thế nào, nộp cho ai thì trong đây nó có hết ha. Các bạn chịu khó các bạn coi, hạn chế cái sự hỏi. Rồi quy định về phông chữ, cỡ chữ, khoảng cách dòng ha, vân vân. Canh lề này kia nọ, đánh số tự, trong đây nó có hết những cái quy định về trình bày đó, mấy bạn chịu khó mấy bạn đọc. Rồi ở đây là họ tên của các thầy cô ha, số điện thoại và email của các thầy cô. Thì á ví dụ như á là khi nào mà gần đến đợt tập của mấy bạn á, trong tổ á, thì bạn tổ trưởng của mình sẽ hoặc là
gì nào đó, mình sẽ gọi điện liên hệ với thầy cô để mình coi coi là tuần sau chuẩn bị đi thực tập như thế đâu, tụi em tập trung ở đâu, lúc mấy giờ, vân vân, tụi em có cần cái gì không hay vân vân ha, mình sẽ hỏi trước. Ví dụ như bây giờ á, một bạn nào đó, à mấy bạn nhớ á, bầu nhóm trưởng chung ha. Rồi ví dụ như mấy bạn đi thực tập chung 4 tổ thì mình có 4 tổ trưởng, là mình sẽ có một cái tổ trưởng chung nữa, một cái nhóm trưởng lớn. Thì một nhóm trưởng lớn đó đại diện hỏi là truyền thông tin là các bạn cũng được rồi, mất công gọi tới gọi lui ha. Thì gọi cho một thầy cô nào đó ở trong cái quận mà phụ trách mình đi thực tập, rồi hỏi ví dụ như tuần sau thứ hai đi thực tập thị hả, thứ năm thứ sáu thì lo mà gọi đi ha, hoặc là thứ tư bạn gọi trước cái tuần đó cho các thầy cô hỏi như thế nào, tình sau đó ta liên hệ trước để thầy cô dặn dò với bạn là như thế nào, nhớ là mình chuẩn bị trước. Rồi về cái vấn đề thực tập này á, nội dung của thực tập, chương trình thực tập với lại chương trình học lý thuyết thì mấy bạn có thắc mắc cái gì không thì mấy bạn có thể hỏi chị ha. Xong rồi mình sẽ qua một mình học một cái bài ha. Mấy bạn nhớ nha, mình học lý thuyết ít lắm. Mình học bao nhiêu là nó có liên kết với lại nội dung thực tập bấy. Còn nếu mà họ có hỏi gì thì chị sẽ bắt đầu. Thì chị sẽ bây giờ thì chị sẽ chia sẻ cho mấy bạn một cái bài, đó là bài nguyên tắc làm việc theo ekip ha. Bài này á thì mấy bạn phải hiểu được tại sao cái việc quản lý nhân sự nó được coi là quan trọng ha. Mấy bạn phải hiểu được những cái tính chất của một cái ekip, rồi phải biết được những cái yếu tố động viên một cái ekip làm việc, và phải hiểu được những cái nguyên nhân mà thường gây bất mãn trong ekip ha. Thì á, mấy bạn cũng biết á, nguyên tắc chung của quản lý á, là sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đúng không? Nguồn lực thì ở đây thì mình sẽ có về nhân sự, trang thiết bị, tiền bạc, vân vân. Thì mấy bạn học tới năm rồi thì mấy bạn cũng làm việc nhóm với nhau rất là nhiều rồi, thì mấy bạn cũng biết ha. Thì trong những cái nguồn lực này
thì cái dân sự á, nó sẽ làm cái nguồn lực có vai trò quan trọng đặc biệt ha. Vì sao? Vì các bạn thấy dân sự á, ví dụ như những cái chi phí á, chi cho nhân sự á, trả tiền cho con người á, thường cái loại chi phí này nó rất là cao. Rồi bên cạnh đó thì cái con người nó còn là một cái nguồn lực quý của một cái cơ quan, của một tổ chức, đơn vị. Chỉ có con người mới thực hiện được công việc thôi. Nếu mà không có con người thì những cái nguồn lực khác như là tiền bạc, thiết bị gì thì nó cũng coi như là nó không hoạt động được, không sử dụng được. Nếu mà mình không sử dụng được hiệu quả con người thì hai cái loại nguồn lực còn lại nó sẽ bị lãng phí, đúng không? Cho nên á, ví dụ như á, cái sự quản lý là mình phải sử dụng được hiệu quả những cái nguồn lực đó ha, đặc biệt là về con người ha mấy bạn. Và cái điều mà thiết yếu trong cái quản lý nhân sự đó là gì? Mình phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng những cái cam kết đã đưa ra, mình phải đoàn kết nữa và phải công bằng nữa ha. Cho nên mấy bạn đến Y5 rồi thì học cái bài này á, thì coi như là review lại thôi, chứ mình cũng đã trải nghiệm qua cái sự làm việc nhóm rất là nhiều từ xưa đến giờ rồi ha. Con người không phải là cái vật vô tri vô giác ha mấy bạn, cho nên làm việc với con người ha, quản lý con người á, nó rất là khó khăn ha. Rồi thì á, mấy bạn đó giờ mấy bạn làm việc ekip, làm việc theo nhóm thì mấy bạn có biết ekip là gì không? Thành viên á, của ekip sẽ là tất cả những cái người mà cùng nhau làm việc ha. Và chỉ khi nào á, những cái nhóm đó tập hợp những cái nhóm người đó mà họ cùng nhau làm việc ha, cùng chia sẻ kiến thức trong cái sự tin cậy và tôn trọng với nhau, tập trung cho mục tiêu, thì trên tinh thần đó thì cái nhóm đó nó mới thật sự gọi là một ekip ha mấy bạn. Ví dụ một cái ekip nó phải thể hiện đây đó thì nó mới thật sự gọi là một cái ekip, thật sự gọi là một cái nhóm cùng nhau làm việc thật sự ha. Còn nếu mà ví dụ như những cái tập hợp những cái cán bộ y tế làm việc cùng nhau để giải quyết một cái vấn đề theo khả năng như là một đội liên chuyên khoa, mà cái nhóm đó nó có mâu thuẫn quyền hạn, rồi thiếu sự tin cậy lẫn nhau, thiếu sự tập trung cho bệnh nhân, cộng đồng ha, thì những cái nhóm đó nó không thể nào mà gọi là thật sự làm việc theo ekip được ha. Chỉ khi nào một cái nhóm đó mà làm việc cùng nhau, cùng chia sẻ kiến thức trong cái sự tin cậy, tôn trọng, tập trung cho bệnh nhân, cộng đồng, thì trên tinh thần đó một cái đội mà ví dụ như liên chuyên khoa ban nãy chị mới nói, thì cái đội đó mới thật sự là một ekip ha mấy bạn. Vậy thì á, ekip nó sẽ là một cái nhóm người cùng làm việc, có phối hợp và cam kết đạt được mục tiêu chung ha mấy bạn. Từ đó đến giờ mình làm việc á, thì mình biết là làm việc như vậy thôi, nhưng mà mình thử nghiệm lại á, cái nhóm, cái tổ của mình xem rằng là thật sự nhóm của tụi mình á, nhóm của các em á, có thật sự là một ekip chưa. Khi mà mình ví dụ như mục tiêu học tập chung của cái đợt thực tập sức khỏe cộng đồng sắp tới là như vậy, cái mục tiêu chung là vậy, thì nhóm của mình á, sắp tới hả, hoặc là đã gì đó, có thật sự phối hợp làm việc cùng nhau hay không, cùng hướng về cái mục tiêu học tập chung hay không ha. Rồi ví dụ như trong hoạt động y tế thì có rất là nhiều loại ekip, ví dụ như ekip lưu động ha, điển hình nhất trong cái đợt dịch COVID này á, đó là những cái trạm y tế lưu động ha. Rồi ekip phẫu thuật thì quá quen thuộc. Rồi ekip trong một trạm y tế, ví dụ như bình thường nguyên những nhân viên trong trạm y tế, ví dụ như có 8-9 người, thì bình thường họ có phải là một ekip hay không? Bình thường họ là chỉ, chưa chưa phải, họ chỉ là những cái con người tại cái thời điểm, một thời điểm nào đó cùng tập hợp lại, đi làm từ sáng đến chiều, đúng không? Thì đến đó việc ai thì người đó làm, ai được phân công nhiệm vụ như thế nào thì được làm như vậy thôi.
hoạt động cái công việc cá nhân giải quyết của mình ha, được. Nhưng mà những cái công việc cá nhân đó cũng là công việc chung của trạm ha, nhưng mà mỗi người một tay thì nó chưa gọi là một cái ekip ha. Ví dụ như trong cái đợt đó, cái trạm y tế đó có một cái chương trình tổ chức team, cái buổi đó sẽ có cái hoạt động là tổ chức team cho những cái trẻ dưới 1 tuổi ha, hai ba loại vaccine gì đó. Thì năm bảy người trong cái trạm đó sẽ được phân công và thực hiện cái nhiệm vụ đó ha. Thì lúc này ha, năm người này mới cùng nhau phối hợp làm việc cùng hướng đến cái mục tiêu á, là làm sao cái buổi đó phải tiêm cho được 30 cái đứa trẻ đó, ví dụ vậy. Thì nó mới thật sự là một ekip ha. Rồi ví dụ ekip nghiên cứu khoa học ha. Thì á, cái nguyên tắc để điều khiển một cái ekip đó, nó quan trọng là mấy bạn phải nắm được tinh thần là về ba cái này. Thì á, mấy bạn sẽ phần nào mấy bạn sẽ giúp cái cải thiện cái ekip mà mình hả, cái nhóm mà mình đang làm việc ha. Đầu tiên á, thứ nhất là mình phải xác định và chia sẻ cái mục tiêu. Thứ hai á, là mấy bạn phải biết động viên lẫn nhau, biết khen ngợi lẫn nhau ha, nhận diện ra các yếu tố đó là gì, khen ngợi lẫn nhau, động viên nhau. Và cuối cùng là mấy bạn phải nhận diện ra được những cái nguyên nhân gây bất mãn ha, từ đó mà mình cải thiện cái gì mình cải thiện ha. Cái bài này ngắn lắm, nó chỉ có 11 slide thôi ha mấy bạn. Mấy bạn cố gắng mình tập trung nghe xong rồi mình nghỉ sớm. Thì á, cái nguyên tắc á, đầu tiên á, trong ba nguyên tắc nó sẽ là xác định và chia sẻ các mục tiêu, đúng không? Thì á, như các bạn thấy, như các bạn biết ha, về ví dụ như là trong một cái nhóm thì sẽ có những cái thành viên, đúng không? Thì á, cái mục tiêu những cái thành viên này phải đều biết rõ cái mục tiêu của cái đơn vị của mình là như thế nào, và họ phải cùng nhau tham gia vào việc xác định cái mục tiêu. Vì việc tham gia xác định cái mục tiêu là nền tảng quyết định ha. Ví dụ bây giờ mục tiêu học tập cái nhóm sao, mình phải ráng trong bốn nhóm mình phải là cái nhóm đạt điểm cao nhất của đợt thực tập, rồi hoặc là thôi nhóm mình vậy thôi được rồi, nhóm mình chỉ cần qua môn thôi đó, vân vân ha. Mình phải xác định rõ là như thế nào ha, tại vì á, sau này mình đi thực tập cái này toàn là điểm chung của nhóm không ha, chỉ có 10% là điểm cá nhân thôi, nó không có đáng bao nhiêu hết. Thì chị thí dụ vậy ha, đó thì mấy bạn phải xác định rõ cái mục tiêu chung của nhóm mình là đi đến đâu, tại vì sẽ có những cái nó sẽ toàn là điểm của tập thể không, sẽ không có điểm của cá nhân. Và ví dụ như cái bài tập tổ đi, cái bài tập tổ mà giữa kỳ chiếm 20% hồi nãy chỉ có giới thiệu với mấy bạn á, hoặc phần lý thuyết này nó cũng sẽ là điểm nhóm. Thì nó sẽ là điểm nhóm ha. Thì mấy bạn phải xem lại coi nhóm mình nó như thế nào, muốn tới đâu ha. Rồi cái mục tiêu này á, nó phải khả thi, phải được mọi người chia sẻ với nhau, và phải được xác định rõ ràng cụ thể ha, để mọi người ai cũng hiểu như nhau, ai cũng hiểu giống nhau, không có một ai hoang mang vì chưa rõ ha. Tại vì nhiều khi á, chia nhau làm việc, người này làm này làm này làm kia, rồi nó cũng biết đó là tại sao nó phải làm vậy, tại sao làm này rồi có được gì không, trong đây là có mục tiêu mình có làm gì hả. Có nghĩa là nhiều khi làm vậy thôi chứ thật ra nguyên nhóm không biết là được bao nhiêu người hiểu được cái nội dung mà mình được làm, mình cái nội dung chung, cái nội dung chính của cái tổng thể là gì mình không biết luôn. Rồi khi mà đưa vô những cái nhiệm vụ cụ thể cho từng người thì cũng
lơ lơ tơ mơ cũng không biết không hiểu gì hết luôn ha. Cho nên tụi em lưu ý ha, nhớ là mình phải hiểu, mọi người phải làm cái cách nào đó để mọi người ai cũng hiểu và hiểu như nhau, như vậy thì nó sẽ rất là dễ làm việc ha. Hoặc là cần thiết thì mình thiết lập một cái quy định gì đó của nhóm ha trước khi mình đi thực tập ha. Ừ, ai sao sao đó không làm hay làm thì bị gì nộp vô 10.000 hay gì đó, 20 gì đó vân vân, hoặc là không tham gia vô ba hay là 2-3 lần gì cái nội dung công việc được giao thì ha, sẽ không được ghi tên vô cái bài đó luôn hay là gì đó. Và đương nhiên những cái này thì phải được mọi người cùng hiểu và cùng biết ban đầu ha, để ha sau này nếu mà đúng theo cứ theo đúng quy định vậy ha mà làm. Còn nếu mà đừng có trách là sao không nói trước hay này kia là không có được ha. Mình phải cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch hết ngay từ đầu, rồi sau khi mà làm xong thì không có đạt được những cái điều dạy dạy á, phải hợp nhau lại phải nói trước. Còn nếu mà không tuân thủ đúng 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 thì sẽ bị dạy thì cũng không còn gì để nói được nữa hết, chứ không phải là ngay từ đầu không có cái gì hết, không có một cái quy tắc quy định gì hết rồi đến khúc sau không biết sao mà phân xử, không biết sao mà giải quyết ha. Cái gì mà ngay từ đầu nó không có rõ ràng ha, không ai cũng không biết như nhau thì giờ cái khúc sau nó rắc rối, nó phiền phức lắm ha, nhớ ha mấy bạn. Không phải là chỉ là nói cái chuyện học tập đơn giản hay không ha, rồi sau này mấy bạn đi làm ha, mấy bạn lớn lên nữa, mấy bạn đi làm này kia nữa, rồi va chạm rồi nó đụng đủ thứ mọi thứ hết, về quyền lợi, về lợi ích những cái khác nữa, nó còn rắc rối hơn nữa. Thì ngay từ đầu cái gì nó cũng có quy định hết, ví dụ như trường thì có quy định của trường, cơ quan hoặc công ty cũng có cái đó. Thì cứ mỗi lần mỗi quý mỗi kỳ mỗi tháng thì lại đánh giá, rồi cấp trên đánh giá, rồi đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau đủ thứ cái hết. Rồi nếu mà không được không được thì sẽ bị trừ trừ cắt giảm này nọ. Rồi bây giờ mấy bạn đi học thì nó chỉ đụng đến những cái quyền lợi về điểm số này nọ thôi, nhưng mà sau này, nhưng mà thật sự sau này ví dụ mấy bạn học xong tốt nghiệp rồi cũng không ai gặp lại ai gì đó thì cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng mà sau này mấy bạn đi làm thì nó khác ha, nó sẽ có những cái thứ khác nữa. Rồi chị tiếp thôi mấy bạn. Rồi vậy thì cái nguyên tắc điều khiển một cái ekip thì như thế nào, mấy bạn phải nhớ là mình phải luôn phải có cái yếu tố động viên này. Và các bạn phải biết nhu cầu của một cái con người như thế nào. Cái Maslow này thì nó quá nổi tiếng rồi, cái đáy tháp từ trên xuống dưới là cái nhu cầu một con người, nó từ cơ bản cho đến nó cấp cao hơn nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà cái quan trọng ý nói đây là gì, ví dụ như khi mà mình biết được một cái con người đó, họ nhu cầu của họ là cái gì, cái mong muốn của họ là cái gì, mà mình thỏa mãn được cái điều đó thì mình sẽ giúp họ, kiểu như là mình động viên được họ, tụi em mình sẽ khuyến khích được họ rất là nhiều, mình dựa vào cái mong muốn đó ha. Ví dụ như một cái người mà người đó mỗi lần khen họ, họ rất là khoái chí, họ rất là có động lực để họ làm chẳng hạn vậy, và cái người đó họ cần tình cảm, hoặc là cái người đó thật sự ra họ cũng chả cần khen ngợi gì, họ cần điểm số, họ cần những cái gì đó thực tế hơn chẳng hạn vậy. Mình muốn được cái mà người ta mong muốn thì mình rất là dễ động viên họ hoặc là cái người đó thật sự ra đối với họ điểm số hay này kia cũng chả quan trọng gì, nhưng mà quan trọng là mình phải tôn trọng họ gì đó đó. Vì ví dụ đó sẽ có nhiều nhiều thứ ha, mình phải dựa vô cái mà mong muốn của họ ha, mình đáp ứng được cái điều đó thì nó sẽ giúp động viên họ rất là nhiều ha tụi em. Ví dụ như nơi làm việc an toàn, quý mến từ mọi người đi. Ví dụ như bây giờ nguyên một cái nhóm của mình ha, được làm việc trong được cùng thực hiện cái mục tiêu đó trong một cái môi trường rất là an toàn thì có máy lạnh ha, có trà sữa, có người bưng bê phục vụ tận trăng để mình tập trung mình làm trong cái công việc đó, thì rõ ràng là nó rất là thích hơn là một vừa làm việc trong một cái môi trường nguy hiểm rồi nóng nực rồi không có an toàn rồi dễ dàng bị lây nhiễm bệnh. Thì đương nhiên cái chuyện đó ai mà muốn, ai mà thích, đúng không?
À, thì nó sẽ gây bất mãn từ chính nội bộ đó luôn. Quý mến từ mọi người thì dễ hiểu ha, rồi phải được thăng tiến, phải được lên chức ha, khen thưởng thì có thể khen bằng lời nói hoặc là khen bằng vật chất ha, tiền, làm được này làm được kia thì được danh hiệu này danh hiệu nọ thì sẽ được thưởng bằng tiền bạc, vật chất, bằng khen. Ví dụ như thật ra nó rất là mấy em đừng nghĩ vậy thôi chứ thật ra nó quan trọng đó. Ví dụ như là được một cái thành tích gì đó, ví dụ như các em tưởng tượng hồi đi học tiểu học đồ này kia, khi mà được thưởng được một cái thành tích gì đó cho dù là nó không được những cái vật chất tiền bạc gì quan trọng, nhưng mà ví dụ như một cái cảm giác mà được đứng trên lễ đài trước tất cả các bạn học sinh khác, mình được là học sinh giỏi, được đứng trước mặt tất cả những bạn học sinh khác, rồi được tặng quà, được trao một cái tờ giấy khen trước mặt, thì cái bạn đó rõ ràng cảm thấy rất là hãnh diện và cảm thấy rất là vui, cho dù nó không có tiền bạc gì nhiều, nhưng mà đó là một cái hình thức để nó cổ vũ người ta đã đạt được cái nhiệm vụ của mình ha. Đặc biệt ha, cái khen thưởng á, bằng lời nói vật chất này nó rất có tác dụng với trẻ em ha tụi em. Mình để ý là mình sẽ thấy điều đó, và khi mà người lớn á, thì nó cũng có phần nào đạt được ha tụi em, cũng có phần nào mà lấy cái chiêu này ra cũng xài được ha, nhưng mà tùy người thôi. Rồi có những người thì á, họ muốn được đào tạo học tập hơn thì họ sẽ cố gắng, họ sẽ phấn đấu, rồi hoặc là những người người ta muốn được được người khác tin tưởng, được cái chỉ huy của mình, trực tiếp cho mình cái quyền được quyết định cái công việc đó luôn ha, giao trách nhiệm cho mình làm luôn ha, nhiều thứ. Rồi cái công việc đó bản thân nó có cái giá trị, nó có cái hữu ích ha, nhớ. Như vậy thì mình sẽ biết được. Bởi vậy trong tổ của tụi em thì tụi em chịu khó, tụi em động viên nhau đi, chia cho nhau làm việc thì động viên nhau, rồi khen nhau, rồi cố gắng lên này nọ để làm ha. Làm xong thì hả, cố gắng trong vòng hôm nay mình ráng làm xong, rồi tối mình đi cà phê cà pháo gì đó với nhau đó, thì mình sẽ có cái tinh thần mình làm hơn. Rồi cái bạn đó ví dụ như lầy quá, bình thường nó không làm được gì hết, thì chia cho nó làm với. Rồi ví dụ như coi như nó có làm hơn á, so với đợt trước, mặc dù á, cái kết quả nó cũng cải thiện, nhưng mà nó có làm và nó cũng đã đỡ đỡ hơn phần nào, thì cố gắng cũng động viên nó. Giờ là mày cũng có khá hơn, mày mày cũng coi như nó cũng làm, rồi cũng cố gắng động viên nó nữa, rồi cũng phải nói mấy cái lời dụ dỗ nó, tụi tao cũng cần mày lắm gì đó đó, tùy nhóm thôi, ví dụ vậy. Nói chung là tìm cái cách nào đó để động viên nhau đi, quan tâm nhau, đoàn kết nhau xíu. Rồi những cái yếu tố gây bất mãn là gì, là ví dụ như á, cá tính của người lãnh đạo. Cá tính của người lãnh đạo thì quá dễ hiểu rồi ha, không cần phải phải nói gì hơn. Ví dụ như người đó mà quá độc đoán, không có đúng chỗ, làm việc mà không đúng chỗ, đặt người không đúng việc, thì nó sẽ dễ làm chúng ta rất là bực mình, nản chí, phát huy không được cái sáng kiến của mình đó, thì nó không có được phát huy, thì nó nói chung là sẽ nhiều thứ nó gây cho mình bất mãn ha. Rồi và cái quyền lực, bây giờ ví dụ như á, bây giờ tụi em đi học vậy thôi, em thấy tổ trưởng không có quyền lực gì thôi, tại vì nó không có ràng những cái sự mà ràng buộc gì hết, những nó không có một cái địa vị gì hết để mà tụi em cảm thấy là nó to lớn, có thể uy hiếp được với tụi em ha. Nhưng mà khi mà mình thật sự ra đời mình làm á, thì ví dụ như á, cái người sếp của mình, họ sẽ có quyền lực thật sự, chứ không phải là giống như cái quyền lực mà các tổ trưởng mà bây giờ mấy bạn hay thấy ha. Mà khi mà mình đi làm thì cái người mà sếp của mình, họ sẽ có chức vụ chính thức ha, của nhà nước luôn, người ta sẽ có cương vị, ví dụ như là trưởng này trưởng kia ví dụ vậy ha. Rồi lúc đó là họ có quyền đánh giá mình, và những cái đó nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái thứ quyền lợi khác ha, cho nên lúc đó là rất là có tiếng nói, rất là có giá trị ha. Rồi
chứ không phải là giống như một số cái tổ trưởng mà mấy bạn cảm giác giống như mình hồi đi học hiện tại ha. Rồi, và cái quyền lực của một cái người á, lãnh đạo đó, nó ngoài cái chuyện mà về mà chức vị thứ bậc được quy định ra thì nó còn phụ thuộc vô một cái thứ nữa, đó chính là cái năng lực và cái phẩm chất đạo đức của cái người đó, thì nó sẽ tạo nên cái uy tín của cái người lãnh đạo đó và từ đó góp phần tạo nên cái quyền lực của họ nữa. Nhiều khi cái chức vụ của họ nhỏ nhưng mà khi cái tiếng nói của họ lại được rất là nhiều người nghe lời và làm theo ha. Rồi thêm họ có một cái quyền lực nữa là về chức vụ cấp bậc mà họ kết hợp được các hai yếu tố này thì thật sự là rất là có cái tiếng nói, rất là có trọng lượng, rất là có giá trị ha, và tụi em không thể nào mà tụi em không làm theo được hết ha. Rồi sự đày thọ ví dụ như lương bổng này kia thì cũng cũng nói rồi ha. Rồi điều kiện làm việc, ví dụ như làm việc trong một cái điều kiện mà phòng ốc trang thiết bị dụng cụ thiếu thốn này kia thì sao được, đúng không? Giống như bây giờ ở trên thì muốn ha, phải làm này làm nọ cho bệnh nhân, cấp cứu rồi chuyển viện, ôi làm đủ thứ hết á, mà dưới hả trang thiết bị không có, tiền bạc thì cũng không có, lương bổng thì trễ nải đủ thứ, rồi nhân lực thì có nhiêu đây mà làm thì quá tải, cái môi trường làm việc vậy ai mà muốn, đúng không? Thế chỉ ví dụ vậy thì nó cũng sẽ gây bất mãn, các mối quan hệ xấu giữa các thành viên với nhau. À, ví dụ như không trong mình làm việc gì trong một cái môi trường mà đồng nghiệp gì mà không có tôn trọng mọi người, không có tôn trọng nhau gì hết trơn, rồi không có công bằng đúng đắn gì hết, không có làm việc đúng, không có chuyên môn, không có chuyên nghiệp gì cả, rồi làm thì cứ làm việc của mình, không có chú trọng đến công việc của người khác gì hết, không có hỗ trợ tương thân tương ái gì hết trơn hết, thì sao mà mình làm được, mình thích được, đúng không? Rồi giám sát kém, giám sát thì á phải cái người giám sát làm, ví dụ như thường là cái người quản lý họ phải hiểu rõ cái công việc ha, có đủ trình độ để họ giám sát nhân viên, ví dụ như giám sát kém rồi thực hiện thì lỏng lẻo, là công việc nó không hiệu quả thì cũng sẽ gây bất mãn ha. Quản lý hành chính không hiệu quả ha, thì sau này cái này tụi em đi làm lớn hơn thì tụi em cũng có thể hiểu rõ được cái phần nào ha. Hoặc là ví dụ như bây giờ tụi em cũng có thể một góc độ đó tụi em hiểu được, ví dụ như làm cái thủ tục này thủ tục kia rồi sao nó dài dòng rắc rối quá. Bây giờ ví dụ như là muốn in có cái hóa đơn gì đó cho, muốn in ra có cái phiếu phiếu thu cho bệnh nhân để người ta đi đóng tiền, hoặc là muốn in cái đơn thuốc thôi mà hết giấy xong rồi hả, muốn thì không có liền, phải làm đề xuất lâm la hết, bây giờ cần gấp mà hả phải 2 3 tuần sau mới có giấy rồi ha, nó sẽ làm trì trệ rồi ảnh hưởng đủ thứ hết mấy cái công việc đó, thì mấy cái đó toàn là do quy trình này quy trình nọ không, chỉ ví dụ vậy thôi ha. Đó thì tóm lại là sao, nhớ là nguyên tắc điều khiển một cái ekip thì mình nhớ là về cái quy hoạch là mục tiêu ha, nhớ chia sẻ mục tiêu cho nhau, xác định cùng xác định chia sẻ mục tiêu, rồi những cái yếu tố động viên gì, rồi nói chung là nhớ khen khen lẫn nhau ha, quan tâm nhau khen nhau một tí ha, có tinh thần cầu thị cầu tiến tí mấy bạn. Rồi về nhận diện ra những bất mãn thì hả phải nhìn ra được, rồi sau đó cải thiện được cái gì thì cải thiện ha. Vậy thì để có thể làm việc theo ekip thì cần phải có gì, phải có đúng người lãnh đạo ha tụi em, rồi phải có văn hóa cơ quan đúng đắn, như tụi em thì phải là có cái văn hóa của cái môi trường học tập, cái văn hóa của cái nhóm của tụi em đúng đắn á. Rồi ví dụ như là mình phải ở cơ quan thì phải tạo điều kiện làm việc theo ekip ha, giờ mấy em đi thực tập á, thì là mấy em đang được tạo điều kiện để làm việc theo nhóm ha, đó thì mình cố gắng mình tập làm quen cho nhóm, theo nhóm làm việc theo nhóm mà nó mà làm việc theo đúng nghĩa là mình làm việc theo một ekip đó nha, là theo đúng cái bản chất mà đã nói ở trên, chứ không phải là làm một cái nhóm người tụ họp lại rồi rồi cùng nhau làm những cái công việc vậy, không thì nó chưa đúng cái tinh thần của một cái ekip thật sự ha. Rồi mình phải tuyển chọn đúng người, ví dụ như là tại nhiều nước đó, thì một trong những cái tiêu chuẩn chọn đó, nhân sự đó là phải biết làm việc theo ekip ha tụi em,
và phải nhớ là mình phải tập trung cho mục tiêu của mình là gì. Thì ví dụ như tụi em là bác sĩ đa khoa thì mình phải tập trung cho người bệnh ha, tập trung cho cộng đồng ha. Rồi cái bài này đến đây là hết. Nhớ nha, cái bài này thì dễ lắm, nói sao nó cũng được hết á, nhưng mà quan trọng là tụi em có làm được đúng cái tinh thần, đúng cái bản chất của nó hay không thôi ha. Nếu mà mình vô sớm lắm, mình bắt đầu đầu đúng giờ ha tụi em, nên mới có, mình cũng không có nghỉ giải lao nữa nên mới có giờ là mình xong à ha. Thì mấy bạn sẽ có thời gian thêm để làm những cái việc khác. Rồi mấy bạn có thắc mắc gì không về cái nội dung bài học cũng như là cái chương trình học tập của chương trình học tập lý thuyết cũng như là chương trình thực tập. Nếu mà mình không có cái thắc mắc gì thì mình sẽ có thể kết thúc ha tụi em. Nhớ nha tụi em, sau này mình đi thực tập mình phải đúng giờ ha. Đó là mình thể hiện cái sự tôn trọng của những cái người mà mình đi đúng giờ đó tụi em. Cảm ơn bạn Hảo ha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ha. Nếu mà không có gì thắc mắc thì mình có thể coi như là mình học xong ha mấy bạn. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Rồi ha. Rồi tạm biệt tụi em. Dạ, tụi em chào chị.